Sau một thời gian dài thì học sinh không có học thì ngôi trường sẽ như thế nào? Đây. Chúng ta có thể thấy ha, lá cây rất nhiều. Hôm nay thì sẽ tổng vệ sinh để chào đón các em học sinh trở lại lớp vào cái tuần sau. Tuần sau thì các em học sinh lớp 9 sẽ học lại. Và 7, 6, 7, 8 thì chờ đến tuần sau nữa. Là ngày 4 tháng 5 thì các em sẽ học trở lại. Nay thì sẽ tổng vệ sinh. Chủ nhiệm sẽ làm cái vệ sinh của lớp mình. Thì lớp bây giờ nó như thế nào đây? Sau một thời gian dài không có ai học thì lớp như thế nào? Và rác rất là nhiều luôn. Các cái cây trường xanh thì chết luôn rồi. À, chết. À, cây trường xanh thì chết héo từ đời nào rồi. Đồng hồ thì cũng hết pin luôn. Đồng hồ thì hết pin luôn ha. À. Có cái cặp của em nào để, cái ba lô của em nào để trong đây tới bây giờ luôn. Wow, cái cây này vẫn còn sống. À, cây này sức sống rất là mạnh. Mấy tháng rồi không có tưới nhưng mà vẫn còn sống. Rồi, bây giờ chủ nhiệm sẽ là người quét cái làm vệ sinh của cái lớp này. Mỗi người đều tự làm cái phòng của lớp mình chủ nhiệm. Ngoài sân thì các thầy cô sẽ làm nhưng bây giờ chưa thấy ai làm. Có hai thầy đang đứng chờ chuẩn bị làm vệ sinh. Như alo, có này. Như vậy là theo báo các thầy cô với các thầy cô phụ trách mặt bộ môn rồi chúng ta về học chủ nhiệm, chúng ta quét vệ sinh trước. Và các thầy cô lưu ý là các cái chậu cây xanh, chậu hoa đó hiện giờ đã chết hết rồi, do đó chúng ta cũng gom thuốc lấy ra ngoài hết rồi. Bây giờ bắt tay vào làm thôi. Rồi, có cái cuốn tập của em nào để quên đi tới bây giờ vậy ta? Cuốn tập này không có tên, không biết của em nào ha, thầy cũng không nhớ luôn. Rồi giờ mời các em làm vệ sinh cùng với thầy nha. Đó, mấy em thấy không, một mình thầy mà phải làm hết trơn cái phòng này, các em tưởng tượng đi các em. Có cái áo của em nào để tới bây giờ luôn, học hành gì áo bỏ ở trường luôn, kéo khóa còn rất mới luôn, bỏ quên luôn. Đó. Thì treo lên cho em đó luôn. Rồi. Giáo viên nào không chủ nhiệm thì sẽ làm ở ngoài sân. Tôi đang làm cái lớp tôi xong rồi tôi qua tiếp. Chúng ta có thể thấy rằng tất cả các giáo viên đều tấp nập thực hiện vệ sinh. Đó, thầy hiệu trưởng đang quét ha, ông Xanh, thầy Khiêm, đó, thầy Hoàng, đó. Ai cũng chọn mình khu vực để làm, thầy Thạnh nè. Xa xa đó là cô Phượng, áo đen cô Phượng. Ai cũng làm vệ sinh cho.
Đây là thầy Hòa sẽ phun xịt khử trùng cái trường nè. Nhiệm vụ này là thầy Hòa làm. Thành đang làm vệ sinh nè. Thầy Hòa thịt phun khử trùng lớp ngoài.